sang. Trọng tài, các cầu thủ của chúng ta cũng đã sẵn sàng. Và xin được nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng Nga chạy máy ạ về tham dự vòng 3 bảng F giải bóng đá U22 Ngọ Xá Đông Xuân Y tranh cúp QS88. Chào mừng năm 2023. Vâng, quý vị và các bạn, chúng ta đang có mặt tại sân bóng Ngọ Khổng, Chương Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang để đón xem trận đấu giữa các cầu thủ Mai Hạ và Nga Chạy. Bước vào trận đấu này, các cầu thủ Nga Chạy vẫn đang chưa có điểm nào, còn đối với Mai Hạ, họ đang có một điểm và đang nắm lợi thế trong tay. Một kết quả hòa sẽ giúp Mai Hạ có tấm vé đi tiếp vào vòng trong. Còn Nga Chạy, nếu như không muốn chia tay sớm với giải đấu lần này, thì Nga Chạy cần làm điều gì đó trong cái trận đấu này. Và có lẽ ban lãnh đạo cũng như là các cầu thủ của Nga Chạy biết mình sẽ phải làm những gì. Trận đấu của chúng ta sẽ được live và quay phát trực tiếp trên fanpage bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Nếu như quý vị các bạn chúng ta không thể tới sân bóng để xem trực tiếp trận đấu này, thì chúng ta hoàn toàn có thể xem qua online. Và đừng quên like và chia sẻ để cho tất cả những mọi người trên khắp mọi miền đất nước có thể biết tới giải đấu của chúng ta. Đội Mai Hà ngày hôm nay ra sân với thủ thành số 31 là thủ môn thủ thành Vương Phong, các cầu thủ số 253 là Đình Hải, đội trưởng số 14 Tuấn Đại, số 64 Dương Black, số 7 Hồng Quân, số 22 Đăng Chiến, số 17 Quyền Nhỏ Bé. Đó là những cái tên mà các cầu thủ Mai Hạ cho ra sân trong trận đấu này. Còn đối với các cầu thủ Nga Chạy, họ ra sân với thủ thành số 1 Minh Vũ, cầu thủ Văn Trương số 0, số 23 Nguyễn Huy, số 10 Ngọc Mạnh, số 7 Văn Chiến, số 26 Đình Tài, số 20 là Xuân Định. Thì đá phạt đầu tiên thuộc về các cầu thủ Nga Chạy. Quý vị các bạn có nhận định như thế nào về trận đấu này thì hãy để lại comment ở phía dưới, chúng tôi sẽ tương tác. Còn nhận định của chúng tôi đó là trận đấu này sẽ có một kết quả nhiều bàn thắng. Đường chuyền không thành công. Vừa rồi là đường chuyền của Nguyễn Huy dành cho đồng đội. Rất may các cầu thủ Mai Hà đã cắt được tình huống bóng vừa rồi. Sẽ là một trận đấu sống còn của Nga Chạy. Đánh đầu quá nguy hiểm. Ở hiệp 1 trận đấu này thì các cầu thủ Nga Chạy sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay phải theo hướng màn hình nhỏ của các bạn. Còn Mai Hạ sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay trái. Trận đầu ra quân, các cầu thủ Mai Hạ đã để cho Yên Lãng dẫn trước với tỷ số 2-0. Tuy nhiên với bản lĩnh của mình thì Mai Hạ đã san bằng được tỷ số và tạo ra một kết quả có lợi trong trận đấu cuối cùng này ở vòng bảng. Chúng đã biên cho các cầu thủ áo đen. Bóng vẫn còn. Những pha chủ động lên dâng cao đội hình của các cầu thủ
May ạ. Nga chạy cần một chiến thắng. Bảng đấu này thì xếp đầu bảng đang là Yên Lăng. Nếu như các cầu thủ Mai Hà muốn vươn lên vị trí đầu bảng thì phải có chiến thắng ít nhất là cách biệt 3 bàn. Tuy nhiên điều này có thể hơi khó dành cho Mai Hà khi đây cũng là một trận tứ chiến của đội bóng áo trắng. Đường chuyền tốt. Khoảng trống không được. Những pha chủ động dâng cao để bắt sát người, một lối đá ghen ghen passing ngay từ đầu tiên mà Mai Hà đang tạo ra trước Nga chạy. Một lối đá cực kỳ khó chịu. Bắt sát người ngay từ phần sân nhà của đối phương. Cả hai đội bóng Mai Hạ và Nga Chạy thì đều thuộc quyền Hiệp Hòa Bắc Giang. Một đội bóng đến từ Hưng Lâm, một đội bóng đến từ Mai Đình. Trước trận đấu này thì các cầu thủ Châu Lỗ, một đại diện ở huyện Hiệp Hòa, cũng đã có mặt tại vòng loại trực tiếp khi mà các cầu thủ Châu Lỗ có chiến thắng tưng bừng trước một đội bóng được đánh giá mạnh hơn là Phong Nguyệt với tỷ số là 6-2. Đá phạt cho các cầu thủ Mai Hạ không vượt qua được hàng rào. Nga Chạy ngày hôm nay họ thi đấu với sơ đồ đó là 2-3-1, chơi cao nhất trên hàng công của họ vẫn là cầu thủ số 20 Xuân Định. Khu vực tuyến giữa là sự góp mặt của số 10 Ngọc Mạnh, Văn Trương và Văn Chiến. Dường như các cầu thủ Nga Chạy đã dần dần lấy lại được thế trận, bóng vẫn còn, đường lên bóng dành cho Nga Chạy. Không thể có một khoảng trống dứt điểm từ xa. Quan sát thấy có khoảng trống ngay lập tức Nguyễn Huy đã xoay người tung ra một cú sút. Điều khiển chính trận đấu này là trọng tài Tuyển Cò Quay, một trong những fan ruột của trọng tài Kozina, một trọng tài nổi tiếng bậc nhất thế giới. Chúng ta có thể kiểm chứng rằng khi mà trọng tài Tuyển Cò Quay là fan ruột thì mái tóc của Tuyển Cò Quay cũng giống hệt. Đấu sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên. Đây là đường lên bóng dành cho Mai ạ. Đường lên. Không thể có một pha đánh đầu dành cho số 4 của Mai ạ. Rất quyết liệt. Đây là đường phản công cho các cầu thủ áo trắng. Mai Hà cũng đang cho thấy sự tự tin cho những tình huống tranh chấp ở phần giữa sân. Đó là cú ra chân của Hồng Quang. Sẽ là một tình huống ném trả bóng
từ phía trọng tài tuyển quả que. Phản công dành cho rồi các cầu thủ Mai Hạ, dứt điểm từ xa, quá thiếu chính xác, vẫn là cú ra chân của Hồng Con. Chơi cao nhất trên hàng công của Mai Hạ lúc này đó là cầu thủ Văn Quyền, rất quyết liệt, không hề có lỗi. Và đây sẽ là đường phản công dành cho các cầu thủ Mai Hạ. Bóng vẫn còn trong sân. Sút xa không gây khó khăn cho thủ thành Minh Vũ. Và buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 loạt đấu. Trận đấu cuối cùng thì chủ nhà biên cho đội bóng Mai ạ. Ở trận đấu tiếp theo lúc 15:30 thì sẽ là cuộc chiến giữa Mai Động và U22 Sa Đoài. Và trận đấu cuối cùng để khép lại vòng 3 của đối đầu giữa chủ nhà Ngọ Xá và U22 Xuân Cài cũng sẽ là một trận mà các cầu thủ của đội bóng ông bầu Đông Suri cần phải làm rất nhiều, bắt buộc phải có một chiến thắng. Một đại diện đến từ Hiệp Hòa là Châu Lỗ thì đã làm tốt công việc này, khi mà Châu Lỗ lần đầu tiên tham gia một giải bóng đá mở rộng thì họ đã không hề bị choáng ngợp. Trận đấu đầu tiên họ cầm hòa Ngô Xá và trận đấu cuối cùng của vòng 3 họ đã đánh bại Vọng Nguyệt với tỷ số là 6-2, một kết quả không tưởng. Ở bảng E, Châu Lỗ là đội bóng xếp đầu bảng, xếp thứ hai là Ngô Xá. Bảng đấu này nếu như đội bóng nào nhì bảng sẽ gặp Châu Lỗ. Một cú sút xa không chính xác. Nga Trại trong trận đấu này bắt buộc phải dâng cao đội hình. Một kết quả hòa sẽ là không đủ giúp Nga Trại có tấm vé đi tiếp. Chỉ cần chiến thắng với một cách biệt thôi, không quan trọng là cách biệt bao nhiêu bàn, miễn là có chiến thắng thì Nga Trại cũng sẽ tiễn các cầu thủ Mai Hạ làm khán giả cho giải đấu năm nay. Đưa bóng lên, một đường phát động tấn công lên từ pha đá biên quá sâu của Nguyễn Huy, đá phạt cho các cầu thủ áo trắng. Một tình huống đá phạt theo hướng bên phía tay phải hành lang biên, hướng tấn công của các cầu thủ Nga Trại. Thất bại 2 năm trước cao thủ Yên Lãng đã khiến cho Nga Trại bước vào cái trận đấu này với một thế trận khó khăn hơn rất nhiều các cầu thủ Mai ạ. Tuyến này một pha phối hợp có ý đồ của các cầu thủ áo trắng. Đây là đường phản công. Bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của các cầu thủ Nga Trại, không phải là một pha dứt điểm. Lên bóng nhanh dành cho Mai ạ, qua người Hồng Con. Dứt điểm. Đó không phải là Hồng Quản mà đó là đội trưởng Đình Khôi.
253 đấy. Mày hạ đấy. Tình cảm đấy. Một tên là gì? Tỷ phòng này như Vương phòng rồi. Không vào. Muốn đá phạt rất khó chịu của Ngọc Mạnh, tuy nhiên thủ thành Tuấn Phong vẫn thi đấu ổn định trong pha cán phá vừa rồi. Liên tiếp là những cơ hội và đây sẽ là thời cơ dành cho các cầu thủ Mai ạ. Không che bóng cuối cùng của Hồng Con thì lại không chính xác. Để mất bóng khá nguy hiểm. Một cú dứt điểm tuyến này rất nguy hiểm. Một trận đấu rất kịch tính ngay từ những phút đầu tiên. Dường như bóng không có thời gian nghỉ. Hồng Quân. Bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của các cầu thủ Mai Hạ, đưa bóng vào. Các cầu thủ Nga Trại đã cướp bóng và lên bóng cho các cầu thủ áo trắng. Một đường chuyền tốt, rất có ý đồ. Phạt xuống biên không thành công của Nguyễn Huy. Quyền nhỏ bé ra Hưng vào. Thì Hưng này bật Hưng. Đang Hưng. Đang Hưng. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ Nga Trại. Rất bất ngờ. Rất bất ngờ. Người đã mở điểm cho Nga Trại đó là Văn Trường. Cuối cùng thì thế bế tắc đã được khai thông. Không có gì khó khăn đối với lại thủ thành Minh Vũ. Một cú sút xa, đây là thời cơ. Coi không vào. Hồng Con đã không thể chiến thắng được thủ thành Minh Vũ. Hai người. Bên phía Mai Hà có sự thay đổi người đầu tiên. Đăng Hưng sẽ được tung vào sân để thay vào vị trí của Quyền nhỏ đó. Các cầu thủ chúng ta lưu ý là khi vào sân thì chúng ta phải quần áo đồng phục. Đi tất đi giày. Đi tất cũng phải đồng phục. Và tất chúng ta phải kéo cao lên đầu gối. Còn đi giày thì có lẽ là giày nào màu nào cũng được. Đánh đâu? Không vào. Đó là pha bật cao lên đầu của Tuấn Đại. Tuấn Đạt đã bật cao đánh đầu hơn, bật cao hơn tất cả để đánh đầu. Tuy nhiên cú đánh đầu của anh bóng lại đi ra ngoài một cách đầy tiếc nuối. Một pha cắt bóng tốt. Không thể có đường tấn công dành cho các cầu thủ Nga Trại. Với cái thế trận và kết quả như thế này, Nga Trại đang là đội bóng xếp thứ hai. Phản công dành cho Nga Trại, cơ hội không được. Một trận đấu rất hay. Vâng, xin chào bạn Gấu Vàng.
xin chào Đào Ngọc Quyền, xin chào Nghiêm Văn Lập, xin chào tất cả mọi người đang xem trên online, hơn 200 người đang xem online. Trận Mai Động sẽ diễn ra vào lúc 15:30. Bạn Văn Lập ạ. Đánh đầu. Bây giờ thì Mai ạ, lại đội bóng thiệt thòi hơn khi Mai ạ bắt buộc phải giành chiến thắng. Tôi xin lỗi, Mai ạ bắt buộc phải có bàn thắng để san bằng nếu như muốn đi tiếp. Hồng Còn, pha xử lý của Hồng Còn, chuyền bóng dành cho như vậy là số 4 là Dương Mạnh Lách. Đứng trong bóng lúc này đang là Dương Mạnh Lách. Một cú đá thẳng của Dương Mạnh Lách không tạo ra nguy hiểm trước cầu môn khung thành của thủ thành Minh Vũ. Đưa bóng sang. Những pha bắt bóng cảm giác hơi lo lắng dành cho các cổ động viên Nga chạy. Hồng Con qua người Dương Mạnh Lách. Những pha chuyền bóng cũng rất nhẹ nhàng của các cầu thủ Mai Hạ. Tuy nhiên bây giờ các cầu thủ Nga chạy đã cướp được bóng rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên đường chuyền cuối cùng của Nguyễn Huy lại hơi sâu so với đà băng xuống của đồng đội. Nguyễn Huy chuyền bóng này quá phiêu lưu, đã có tiếng còi của trọng tài. Một chiếc thẻ vàng mà trọng tài tuyển cò quay rút ra để cảnh cáo với lại Ngọc Mạnh. Ở cái cự ly như thế này thì những người thực hiện có rất nhiều sự lựa chọn, có thể đá thẳng hoặc chuyển bóng cái tuyến này. Cú đá bóng đi vọt sang ngang không thành. Đăng Chiến đã chủ động dứt điểm tuyến này. Tuy nhiên thì cú đá của anh lại đi hơi cao. Và đây sẽ là câu trả lời dành cho Nga chạy. Khoáng trống. Chân trâu muốn điện tôi thì ngay lập tức các cầu thủ Mai Hạ đã lùi về rất nhanh. Và bây giờ là đường phản công. Phản công rất quyết liệt. Phản công. Bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của Mai Hạ. Xử lý rất mềm mại. Biến cho đội bóng áo đen. Tất cả những diễn biến, những tình huống bóng ở trên sân chúng ta sẽ đều phải tuân theo quyết định của trọng tài. Cần phải giữ cái đầu lạnh. Pha băng giả rất tự tin của thủ thành bên phía Mai Hạ. Giải bóng đá U23 Ngọ Xá Đông Suri. Tranh cúp QA88 chào mừng năm 2023. Có 24 đội bóng tham gia. Và nốt ngày hôm nay rồi chúng ta sẽ tìm ra được 16 đội bóng xuất sắc nhất vào chơi vòng 1-8. Bảng đâu này? Đội bóng nào nhất bảng sẽ gặp đội Ngô Xá. Còn nhì bảng thì sẽ gặp Châu Lộ. Hiện tại với cái kết quả như này thì các cầu thủ Nga chạy đang xếp thứ hai sau Yên Lăng.
và tay số 20. Phạm Lôi. Thay người. Bên phía cầu thủ Nga Trại có sự thay đổi người đầu tiên. Cầu thủ số 9 Văn Đức sẽ được tung vào sân để thay vào vị trí của số 20 là Xuân Định. Một cú đá thẳng. Bây giờ thì Hùng còn đã về thi đấu về vị trí hậu vệ cánh trái. Và qua người quá hay. Không được. Và qua người rất tốt của Đăng Hưng. Tuy nhiên thì hàng hậu vệ bên phía cao thủ Nga Trại đã thi đấu tỉnh táo trong pha bóng vừa rồi. Dường như đã có những dấu hiệu nóng vội của các cầu thủ Mai Hạ. Mai Hạ đã từng làm được cái điều mà các cầu thủ Yên Lăng đã giành chiến thắng 2-0 ở hiệp 1. Tuy nhiên cái kết quả đó đã không được Yên Lăng bảo vệ lâu. Nga Trại đã có liên tiếp 2 bàn thắng ở hiệp 2 để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Và kết quả cuối cùng hai đội hòa nhau với tỷ số 2 đều đã khiến Mai Hạ có được lợi thế khi bước vào trận đấu này. Một kết quả hòa rồi thì tấm vé đi tiếp sẽ thuộc về Mai Hạ. Dứt điểm. Phạt góc cho cao thủ áo trắng. Bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát các cầu thủ Mai Hạ. Rất chủ động. Hai hậu vệ của Nga Trại lúc này vẫn là Văn Chiến. Cú đá từ xa. Một sút xa không thành công của Dương Black. Bây giờ thì đá biên dành cho cao thủ Nga Trại. Nga Trại đang cố gắng làm giảm nhiệt độ trận đấu. Cách biệt thì mới chỉ là một bàn mà thôi. 1-0 là tỷ số mong manh và có thể san bằng bất kỳ lúc nào. Ranh giới giữa một bàn nó rất dễ có thể bị san bằng. Tuy nhiên một bàn thắng cũng sẽ giúp đội bóng có tấm vé đi tiếp. Đưa bóng vào. Xong trận đấu này thì sẽ là trận đấu giữa Mai Động. Ở trận đấu cuối cùng để khép lại vòng 3. Chủ nhà Ngọ Xã sẽ có cuộc chạm trán với lại Xuân Cài. Khá bình tĩnh. Mai Hạ vẫn còn đủ thời gian để có thể tạo ra một cuộc lội ngược dòng. Họ chỉ cần một kết quả hòa thôi. Hơi vội vàng. Đó là pha xử lý của Nguyễn Huy. Rất chắc.
vẫn là những tình huống chủ động dâng cao của các cầu thủ Mai ạ. Đây là đường lên bóng dành cho Nga chạy. Còn không, bóng vẫn còn trong sân. Những pha băng ra và xử lý bóng rất tự tin của thủ thành Tuấn Phong. Quá người. Đường chuyền cuối cùng không thành công. Phản công. Bóng vẫn còn trong sân. Như vậy là trọng tài Tuyến Co Què đã cho rằng bóng đã đi hết đường biên dọc. Sau nỗ lực của Nguyễn Huy. Nga chạy đang đá một lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh. Lối đá khá khó chịu. Mà đội bóng áo trắng đang tạo ra thế trận với hàng phòng ngự rất chắc chắn. Nga chạy đang bắt bài và cắt đứt đi những sợi dây liên lạc ở trên hàng công của đội bóng Mai Hạ. Rõ ràng Mai Hạ còn rất nhiều điều phải làm trong trận đấu này, trong những phút còn lại. Như vậy là hiệp 1 trận đấu này sẽ chỉ có 1 phút bù giờ. Rất có thể sau thời gian nghỉ thì huấn luyện viên cũng như là lãnh đội của Mai Hạ sẽ cần phải có những chiến thuật khác. Như vậy là đá phạt cho Nga chạy. Bước vào trận đấu này với tâm thế bắt buộc phải giành chiến thắng, các cầu thủ Nga chạy đang làm được điều này. Tuy nhiên trước mắt họ vẫn còn cả một hiệp hai nữa. Khi mà tiếng còi của trọng tài chưa thổi tiếng còi mãn quật thì chúng ta không thể nói trước được điều gì và không hiểu ý nhau của các cầu thủ Nga chạy. Rất có thể đây sẽ là đường bóng cuối cùng của hiệp một trận đấu này. Đúng là như vậy. Trọng tài Tuyển Hoa Què đã thổi tiếng còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa cao thủ Nga chạy và Mai Hạ. Kết thúc hiệp 1 thì Nga chạy đang tạm dẫn trước Mai Hạ với tỷ số là 1-0. Một quý vị các bạn, chúng ta hãy cùng giải lao trong ít phút trước khi đến với những hiệp 2 của trận đấu này. Đường phố nơi tôi từ thơ bé.
Một thì Nga Trại đang tạm dẫn trước Mai Hạ với tỷ số là 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Xuân Trường. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem Mai Hạ sẽ làm những gì ở hiệp 2 trận đấu này. Bây giờ thì đã có những ánh nắng rồi. Ánh nắng này là nắng của mùa đông, nó không gay gắt như là nắng mùa hè và cũng không khô hanh như là nắng mùa thu. Nhưng mà nó gây hỏng da. Tuy nhiên những cô gái của hai đội bóng cũng đến cổ vũ rất đông, không ngại thời tiết. Lên bóng dành cho cao thủ Mai ạ. Và xử lý rất tốt của Hưng Quan dành cho đồng đội. Sau khi được tung vào sân ở cuối hiệp 1 thì Đăng Hưng đang đảm nhiệm vị trí hành lang biên cánh phải theo hướng tấn công của Mai Hạ. Rất kinh nghiệm.
để thua đậm ở trận đấu gặp Yên Lăng. Nga Trại đã gặp khó khăn hơn các cầu thủ Mai Hạ trong trận đấu này. Tuy nhiên thì bây giờ họ đang là đội bóng lợi thế. Nếu kết quả này giữ nguyên thì Mai Hạ sẽ phải chia tay sớm với giải đấu lần này. Và có lẽ Mai Hạ biết mình cần phải làm những gì trong hiệp 2 này. Những sợi dây liên lạc ở tuyến trên của cao thủ Mai Hạ vẫn đang bị cắt đứt hoàn toàn. Đường dây liên lạc này cần phải nối lại. Đây là đường phản công. Đường chuyền hơi mạnh của đồng đội dành cho số 26 Đình Tài. Cần phải ổn định hơn trong lối chơi của Mai Hạ. Vẫn là những tình huống băng ra, chơi bóng bằng đầu của thủ thành Tuấn Phong bên phía của Mai Hạ. Đây là Dương Black. Đường phản công quá khó. Đá phạt rồi. Những Dương vừa lách, những Đình Khải và Hồng Con vẫn chưa thể bắt nhịp với nhau một cách nhuần nhuyễn. Thay người, bên phía cầu thủ Mai Hạ có sự thay đổi người. Dương Black sẽ được rút ra nghỉ, vào sân là Long Mũi Tên. Liệu rằng cái mũi tên có độc này có thể bắn hạ được cầu môn khung thành của thủ thành bên phía Nga Trại hay không? Chúng ta sẽ chờ xem. Một mũi tên có độc, một con át bích chủ bài đã xuất hiện trên sân, mang tên Long Mũi Tên. Một cầu thủ có khuôn mặt rất lãng tử, bông tai. Sẽ có một món quà dành cho Hùng Con, một đóa hoa trị giá 200.000 đồng sẽ trao tặng cho cầu thủ này nếu như ghi được bàn thắng. Trong những loại hoa thì có lẽ là hoa đồng tiền là hoa có giá trị nhất và được nhiều cô gái yêu thích nhất. Đấy là theo đánh giá của tôi thôi. Còn chưa chắc hoa đồng tiền các cô gái đã thích bằng hoa hồng đâu. Hoa tươi. Trở lại với diễn biến của trận đấu. Một tình huống đá phạt dành cho Mai Hạ. Rất khẩn trương. Cơ hội không thể tới vị trí dành cho Hồng Quân. Và đây là Hồng Quân. Cái đó hoa 200.000 vẫn chưa có chủ nhân. Lưới thì đã tung lên rồi. Tuy nhiên nó là lưới chắn sân, chứ không phải là lưới của cầu môn. Ngày hôm nay thì cái giọng của tôi nó không được tốt cho lắm. Rất mong quý vị khán giả đang xem trên sân bóng Ngọ Cổng cũng như là xem trên online thông cảm cho. Câu trả lời dành cho Nga Trại. Trẻ người kinh nghiệm của số 14 Tuấn Đạt.
Như vậy là đá biên dành cho các cầu thủ Nga chạy. Khiển chính trận đấu này là tuyển cò quẩy. Cây còi vàng ở khu vực xã Đồng Tiến. Cú đá biên không khác gì một cú ná Đại Bác. Quá căng. Một tình huống đá biên thì vừa rồi có lẽ là đồng đội của anh cũng không dám đánh đầu nữa. Nga chạy cần tìm kiếm một bàn thắng để có tấm vé đi tiếp. Tôi xin lỗi, Mai Hạ. Và đây rồi, cơ hội thời cơ. Không thể dứt điểm. Quá đáng tiếc cho các cầu thủ áo đen. Không hề có lỗi. Một cầu thủ áo trắng đang bị đau ở trên sân và đứng dậy luôn. Đây rồi, phản công. Lại ngã rồi. Như vậy là đá phạt dành cho Nga chạy. Như vậy một chiếc thẻ vàng trọng tài tuyển qua quay rút ra. Cảnh cáo với số 14 Tuấn Đạt. Một cú đá thẳng, đá rất căng của Ngọc Mạnh. Màn trình diễn khá ấn tượng của các cầu thủ Nga chạy dành cho các cổ động viên. Khống chế bóng một không thành công. Pha phạt bóng có vẻ rất tự tin. Cầu thủ Thành bên phía Mai ạ. Đây sẽ là đường phản công dành cho các cầu thủ Nga chạy. Quá người. Biên dành cho đội bóng áo trắng. Nỗ lực đi bóng vừa rồi là của Ngọc Mạnh. Và đây biên của Ngọc Mạnh. Long mũi tên. Vẫn là Long mũi tên, quá khéo léo cơ hội. Cú dứt điểm của Long mũi tên. Một pha xử lý bóng quá mạo hiểm, tuy nhiên tình huống bóng chuyền cuối cùng lại không thành công. Kịp không, bóng vẫn còn trong sân. Không thể vượt qua được số AI đang chiến. Mà đá phạt lên dành cho các cầu thủ áo đen. Trước đó là một đường chuyền không thành công của số 8 Đăng Hưng. Tiếp tục đá biên rất khẩn trương bây giờ thì các cầu thủ Mai Hạ đang là đội bóng bị dẫn trước. Và họ đang bị đưa vào cái thế đường cùng. Quá nguy hiểm. Vẫn là những pha đẩy bóng của thủ thành Minh Vũ. Phản công cho các thủ Nga chạy. Tuy nhiên thì số 9 Văn Đức đã bị ngã. Và đây là đường lên tham gia tấn công của thủ thành Tuấn Phong. Quá người. Cơ không vào. Vẫn là Tuấn Phong. Tuấn Phong. Tôi... Thủ thành Tuấn Phong cũng lên tham gia tấn công rất cao. Bỏ nhà luôn. Bỏ nhà. Trong game Mao hay là người ta gọi là di chuyển nhà, bỏ nhà.
Ý của thủ thành Tuấn Phong là nhìn các ông ở đá trên, tôi muốn lên tôi đá lắm rồi. Thời gian thì vẫn còn rất dài, đủ để cho các cầu thủ Mai Hạ có được bàn thắng san bằng. Đang có bóng là Tuấn Phong. Đưa bóng lên, đánh đầu và bật cao đánh đầu của Hồng Con. Đường chuyền không thành công. Mai Hạ cần phải biến đổi hơn những đường tấn công của mình, khi mà những miếng đánh của họ đang bị bắt bài thì họ cần phải có những miếng đánh khác. Xuống biên không được. Rất bình tĩnh, rất chủ động. Đây sẽ là miếng đánh biên tiếp theo. Hồng Quân cơ! Đúng là mũi tên có độc. Có độc thực sự. Trong cái thế trận bế tắc thì ngay lập tức huấn luyện viên trưởng, ông bầu của đội bóng Mai Hạ đã tung một sát thủ mang cái tên Long Mũi Tên. Trước đó thì là một đường chọc khe phải nói tuyệt vời của Hồng Quân. Một pha chọc khe phải nói là trúng động mạch chủ. Và đây sẽ là câu trả lời dành cho các thủ Nga chạy. Một chiếc thẻ vàng cho Hồng Quân. Tham lỗi ngay lập tức, Hồng Quan phải nhận một phiếu bé ngoan để cho lần sau ngoan hơn. Tuyến này đặt lòng rất nguy hiểm. Bây giờ thì Nga Trại lại là đội bóng thiệt thòi. Lợi thế lại chuyển sang bên phía các cầu thủ Mai Hạ. Mai Hạ là đội bóng cũng không phải là đội bóng dễ chơi. Thì họ đã cầm hòa được Yên Lăng, một đội bóng rất mạnh ở khu vực Yên Trung. Đây là Long Mũi Tên. Con đường chuyền quá sâu. Quá người. Rất tốt. Đó là pha đi bóng của Nguyễn Huy. Ông Con đã phải nhận những lời nhắc nhở từ phía trọng tài tuyển cò quay. Trận đấu quá căng thẳng. Phối hợp không thành công, không hiểu với nhau. Nhưng cầu thủ Nga Trại, Long Mũi Tên. Vẫn là Long Mũi Tên. Đây là không được. Cái đường chuyền cuối cùng của Đăng Hưng lại hơi mạnh. Đây sẽ là thời cơ. Ngọc Mạnh, vẫn là Ngọc Mạnh quá người. Không phải là một pha dứt điểm của Ngọc Mạnh. Xuống biên. Vẫn là những miếng đánh biên. Không vào. Bóng vượt tôm đến xa ngang khung thành của thủ thành Tuấn Phong và thay người. Bên phía cao thủ Mai Hạ thay người. Hồng Con sẽ được rút ra. Vào sân là Dương Bờ Lách.
thi đấu với 6 người. Đấy rồi, đường xuống biển cơ ơi. Không được. Và xuống biển không thành công của Văn Chiến. Trước đó thì Văn Chiến cũng đã có một cú sút và bóng đã tìm tới xà ngang khung thành của thủ thành Tuấn Phong. May mắn đã không hé môi cười với lại các cầu thủ. Nga chạy, vẫn là Nga chạy. Quá người, Ngọc Mạnh. Đường chuyền tốt. Không được, lỗi rồi. Thay người. Bên phía Nga chạy thay người. Nga chạy có sự thay đổi người. Thì số 0 là Văn Trương sẽ được rút ra. Và sân là số 17 Văn Đức. Đứng trước bóng lúc này đang là Ngọc Mạnh. Tuyến ơi, không được. Các cầu thủ Mai Hạ đã bắt bài. Dứt điểm. Cơi, rất quyết liệt. Đây sẽ là đường phản công. Dương Black. Tiếng Anh thì Black là đen. Dương đen. Trận đấu đang được đẩy lên với tốc độ rất cao. Mai ạ. Thì lui về để phòng ngự. Còn các cầu thủ Nga chạy thì bắt buộc phải dâng lên để tìm kiếm bàn thắng. Không vào. Và Dương Black đã phải nhận một chiếc thẻ vàng từ phía trọng tài tuyển cò quay. Một phát bóng sống của thủ thành Tuấn Phong. Đúng là một thế trận quá hồi hộp. Thế trận nó chênh lệch ranh giới chỉ là một bàn thắng. Một bàn sẽ đưa đội bóng đối phương xách vali về nước, về nhà. Một bàn sẽ là ghi tên mình vào vòng sau. Vừa rồi là một cú đá rất căng của tiền vệ cánh bên phía các cầu thủ Mai Hạ. Mai Hạ luôn khó lường trong những hiệp hai. Ở trận đấu đầu tiên thì họ cũng đã bị dẫn trước hai bàn ở hiệp một. Tuy nhiên chỉ trong ít phút của hiệp hai thôi thì Mai Hạ ngay lập tức đã ghi liên tiếp hai bàn thắng sau khi đưa long mũi tên vào. Cầu thủ này đang thi đấu rất năng nổ. Cơ hội. Nỗ lực căng ngang không thành công của Văn Chiến. Sau đó là một cú ra chân của Ngọc Mạnh hơi vội vàng. Bình tĩnh hơn, chắc chịu hơn. Đây là cơ hội dành cho các cầu thủ Nga chạy. Quá hay. Dứt điểm luôn.
sẽ có một tình huống đá phạt. Sẽ có một tình huống đá phạt. Tuyến này không thể dứt điểm thành công. Phạt góc cho đội bóng áo trắng. Rất nguy hiểm. Thủ thành Minh Vũ đã bắt được bóng và đường lên bóng dành cho cao thủ áo trắng. Quá nguy hiểm. Long mũi tên, long mũi tên. Quá người không. Ngọc Mạnh đã không thể vượt qua đường hậu vệ bên phía Mai ạ. Đó là sự can thiệp của Tuấn Đạt. Một trận đấu rất căng thẳng, rất hay của hai bên. Đứng trước bóng lúc này đang là Ngọc Mạnh. Ngọc Mạnh, một tình huống chuyền bóng không thành công. Pha chuyền bóng theo kiểu chi về là của Ngọc Mạnh. Tuy nhiên nó đi hơi mạnh. Pha chuyền bóng mang đậm thương hiệu của Muric, Luka Muric của Croatia. Đánh đầu! Không vào! Thiếu chút nữa thì đã có một pha đất đền của cao thủ Mai ạ. Ở một cái thời điểm cực kỳ nhạy cảm như thế này, nếu như bên nào có bàn thắng lúc này, nó sẽ rất quan trọng. Trận đấu tiếp theo Mai Động và Sa Đoài. Xin mời hai đội bóng quay ra chỗ cabin bình luận tôi đây để lấy tờ đăng ký danh sách. Đường lên bóng dành cho các cầu thủ Nga chạy. Bóng bắt con. Phút thứ 55 của trận đấu này. Và tỷ số vẫn đang là 1-1. Tuyến này rất nguy hiểm. Không có bàn thắng thứ hai đến với cao thủ Nga chạy. Và đây sẽ là đường pha chuyền không thành công. Coi phạt góc cho đội bóng áo trắng. Nga chạy không có thời gian để chần chừ. Phạt xử lý không được. Cú ra chân không thành công. Tiếp tục là một cú sút của Nguyễn Huy. Quá căng thẳng cho khán giả của Nga chạy. Quá hồi hộp cho khán giả của Mai ạ. Lên bóng dành cho các thủ Mai ạ. Đây sẽ là đường phản công. Thời cơ xuống biên không được.
Sân trường à? Tuấn Việt vào sân. Mình đang ghi trước. Sân trường của thầy đỉnh dài. Tuấn Việt vào thầy à? Tuấn Việt vào thầy Trang Hưng. Trang Hưng, không đâu. Thanh Nguyễn, bên phía Nga chạy sẽ có sự thay đổi người. Thì Xuân Trương sẽ được tung vào sân để thay vị trí của Đình Tài. Và Mai Hạ cũng có sự thay đổi người. Nốt từng cú bóng này Mai Hạ cũng có sự thay đổi người. Thì Tuấn Việt đã sẵn sàng được tung vào sân. Trọng tài cho rằng bóng chưa chạm. Thay người. Bên phía Mai Hạ thay người. Không thể dứt điểm. Đây là đường xuống biên của các cầu thủ. Ngã chạy căng ngang. Bên phía cầu thủ Mai Hạ có sự thay đổi người. Mai Hạ có sự thay đổi người. Trọng tài Đăng Hưng sẽ được rút ra vào sân là ca sĩ Tuấn Việt. Một ca sĩ vừa được điều về để thi đấu ở vị trí đá dòng nhạc bản nhạc vàng, vị trí hậu vệ, cầu thủ rất cao, khá nguy hiểm. Bây giờ khi mà cái khâu ghi bàn nó không phải là nhiệm vụ tối ưu của các cầu thủ Mai Hạ nữa, thì Tuấn Việt đã được đưa vào sân để củng cố lại hàng phòng ngự cho các cầu thủ Mai Hạ. Tuấn Việt và qua người rất dẻo cơi, không được, có thể dứt điểm chỗ này. Ngọc Mạnh đang có bóng là Ngọc Mạnh, không thể có khoảng trống để cho Ngọc Mạnh có thể thực hiện một đường chuyền qua người rồi. Đang có bóng là Văn Chiến. Văn Chiến! Lưới đã rung lên rồi, nhưng mà một lần nữa nó lại là lưới của mặt sân. Chưa có bàn thắng thứ hai dành cho Nga chạy. Khi mà Văn Chiến có đủ thời gian, có đủ nắn nót để thực hiện cú sút. Trong trận đấu này, đội bóng nào bị loại thì cũng đều đáng tiếc cả. Họ đã thi đấu quá cảm. Rất bình tĩnh. Phản công, Long Mũi Tên. Biên dành cho đội bóng áo trắng. 5 phút bù giờ. 5 phút sẽ là số phút mà các cầu thủ Nga chạy tìm kiếm một bàn thắng. Và 5 phút cũng là ranh giới để cho các cầu thủ Mai Hạ bảo vệ được cái tỷ số này. Quá người, Ngọc Mạnh đưa bóng sang, không được. Bóng vẫn trong tầm kiểm soát của các cầu thủ áo trắng. Đường phá bóng lên rồi. Toàn bộ đội hình của Mai Hạ đã lùi về để hỗ trợ phòng ngự. Văn Chiến, miếng đánh biển không thành công của Văn Chiến. Văn Chiến đã không thể vượt qua được cầu thủ Dương Black. Văn Chiến đưa bóng lên của Đăng Chiến. Cho tới giờ hiện tại thì mới chỉ có duy nhất một đội bóng đến từ huyện Hiệp Hòa có mặt tại vòng loại trực tiếp. Và trong trận đấu này thì chắc chắn rằng sẽ có một đội bóng nữa của huyện Hiệp Hòa có mặt trong vòng 1/8. Mà liệu rằng ở trận đấu cuối cùng thì một đại diện nữa đến từ xã Châu Minh Hiệp Hòa, Bắc Giang có làm lên cơm cháo gì không? Đó là đội bóng chủ nhà Ngọ Xá.
Trận đấu giữa Ngọ Xá sẽ gặp Xuân Cai. Một trận đấu bắt buộc Ngọ Xá cũng phải giành chiến thắng. Vâng, điều này cái từ bắt buộc nó thật sự là hơi quá, nhưng mà đúng là phải bắt buộc phải giành chiến thắng thì mới có tấm vé đi tiếp. Một kết quả hòa nó sẽ là không đủ. Cũng giống như Nga Trại lúc này, một kết quả hòa là không đủ để cho họ đi tiếp. Ôi, bóng đã ăn quá nhiều ra má ngoài chân phải của Văn Chiến. Lựa chọn của Văn Chiến trong pha bóng vừa rồi là chấp nhận được khi mà trước mặt anh là một khoảng trống. Rất náo nhiệt ở khu vực khán đài. Đá biên, lỗi đá biên, quá 6 giây rồi. Ngay lập tức biên sẽ dành cho đối phương. Bây giờ thì nhiệm vụ của các cầu thủ Mai Hạ là đưa bóng đi càng xa càng hơn khung thành của thủ thành Tuấn Phong càng tốt. Một chiếc thẻ vàng dành cho số 19 Long Mũi Tên. Không vào. Thiếu chút nữa thì suýt nữa. Vừa rồi là một pha lên tham gia tấn công của Đăng Chiến, và suýt nữa thì Đăng Chiến đã rút ống thở với các cầu thủ Nga Trại. Nếu như để cho Mai Hà mà ghi được bàn thắng trong pha bóng vừa rồi thì đúng là rút ống thở, không còn cơ hội. Những nỗ lực ở những phút cuối cùng của hiệp hai trận đấu này dành cho đội bóng áo trắng. Bây giờ mà đo nhịp tim của các cổ động viên Nga Trại cũng như là Mai Hạ, tôi dám khẳng định là nó sẽ tăng gấp rưỡi. Rất khó chịu. Một màn tình huống bắt bóng phải nói là làm yên tâm các cổ động viên của Mai Hạ. Chúng ta cũng dễ hiểu thôi, bất kỳ thủ môn cũng như là một cầu thủ nào cũng vậy thôi, khi mà lợi thế của đội bóng mình một cầu thủ áo đen đang bị đau, dấu hiệu căng cơ. Xin mời Mai Động hãy ra chỗ bình luận tôi để lấy tờ đăng ký danh sách đăng ký. Quá người, bóng vẫn còn, cơ hội vẫn còn. Văn Chiến, vẫn là Văn Chiến đưa bóng vào. Khó khăn thật rồi. Và hết giờ. Xin được chúc mừng các cầu thủ Mai Hạ, họ đã có một trận đấu quả cảm và tiếp tục một hai cặp đấu nữa đã được xác định. Lại là một cuộc chiến giữa một trận derby hiệp hòa ở vòng 1/8 thì mà Mai Hạ sẽ gặp Châu Lộ. Hai đội bóng láng giềng của nhau, cùng xã, cùng hơi thở, cùng nhịp đập, sẽ tiếp đón gặp nhau. Và các cầu thủ Ngô Xá thì sẽ gặp Yên Lăng. Cũng là một trận derby Yên Phong.